Chào tất cả mọi người, mình sẽ thông tin về cái số ca dương tính của ngày hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2021 tại Bến Tre, bao gồm Bến Tre dương tính 34 ca ghi nhận đến hết ngày hôm nay. Thì trong đó là bao gồm 5 trường hợp, hồi trưa mình đã khai báo là đã chuyển thành F1 thành F0. Thì 34 ca là bao gồm huyện Ba Tri là 15 trường hợp là nhiều nhất nha, ở xã An Hòa Tây là 3 ca nè, An Hiệp 1 ca, An Ngãi Tây 1 ca, An Ngãi Trung 3 ca, Bảo Thuận 1 ca, Phú Lễ 2 ca, Tân Xuân 1 ca, thị trấn Ba Tri 3 ca. Còn tại huyện Châu Thành đó là có 1 ca tại tại xã Tam Phước. Huyện Dòng Trôm là 10 trường hợp. Bình Thành là 4, Hương Nhượng là 2, Mỹ Thạnh là 1, thị trấn Dòng Trôm là 3 nha. Mỏ Cày Bắc ghi nhận 1 ca tại xã Hòa Lộc. Thành phố Bến Tre là 6 trường hợp, là Bình Phú 1, Phú Hưng 2, Phú Tân 1 và phường 7 là 2. Huyện Thạnh Phú là 1 ca tại xã An Nhơn. Tổng số trường hợp đang điều trị là 147 trường hợp, trong đó 146 trường hợp đã chuyển đến bệnh viện Lao Phổi và một trường hợp đang điều trị tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Tình hình sức khỏe của các ca đang điều trị là chưa có trường hợp gì bất thường xảy ra, là 50 trường hợp là không có biểu hiện gì gì hết và có triệu chứng lâm sàng á, là 63 trường hợp. Và trong đó có hai phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi là 5 người, người trên 60 tuổi là 8 người. Các bệnh nền kèm theo là 9 ca. Số mẫu test PCR ghi nhận là 141 mẫu. Số người hoàn thành cách ly tập trung về địa phương theo dõi sức khỏe là 50 người trong ngày hôm nay. Mình xin kết thúc thông tin tại đây nha. Mọi người cho mình một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Mình sẽ cập nhật thông tin mới nhất về tình hình COVID tại Bến Tre cho mọi người. Thân ái chào tạm biệt.